Tiếp theo là một thông tin đáng quan tâm đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn. Sáng nay, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bộ Y tế đã cấp phép cho nghiên cứu và ứng dụng phương pháp dùng huyết tương dầu tiểu cầu tự thân trong điều trị nội mạc tử cung mỏng với các bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm. Phương pháp này được kỳ vọng sẽ làm tăng tỷ lệ thành công thụ tinh trong ống nghiệm khi mà có tới 1/5 các ca hiếm muộn là do nguyên nhân này. Huyết tương dầu tiểu cầu lấy từ cơ thể người mẹ sẽ giúp niêm mạc tử cung dày lên, thực hiện được những vấn đề mà các phương pháp trước đây không giải quyết được. Chúng tôi sẽ lấy máu của đúng người bệnh đó đi để chúng tôi xử lý để tạo thành những huyết tương dầu tiểu cầu. Và những cái huyết tương này thì chúng tôi sẽ được đưa lại cơ thể để vào trong buồng tử cung của người bệnh để làm kích thích cái sự hoạt động của các cái lớp tế bào đáy và làm tăng cái độ dày nội mạc tử cung lên, làm tăng cái chất lượng nội mạc tử cung lên để có thể làm cho cái khối làm tổ được tốt hơn. Chúng tôi phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Bệnh viện Mỹ Đức để đồng triển khai cái đề tài này. Và cái việc thực hiện ở 3 cái sang nghiên cứu thì nó đảm bảo cái tính khách quan trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Và đồng thời nó cũng huy động các cái nguồn lực, các nhà khoa học, cơ sở vật chất của các bệnh viện để tham gia. Thì nếu cái đề tài này thành công thì tôi nghĩ đây là một cái hướng mở ra rất lớn. Để được triển khai thử nghiệm tại Việt Nam, các đơn vị đã trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, chuẩn bị hệ thống trang thiết bị hiện đại cũng như đội ngũ nhân lực đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khoa học, chất lượng và an toàn. Toàn bộ chi phí nghiên cứu sẽ được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tài trợ. Lần đầu tiên, Bộ cũng phê duyệt một cái nghiên cứu lớn như thế này bằng một cái nguồn kinh phí do chính Bệnh viện Tâm Anh tài trợ toàn bộ. Như vậy thì cái việc phối hợp công tư và huy động cái nguồn lực ngoài công lập và của xã hội giúp cho người dân tốt hơn, có cuộc sống chất lượng hơn. Người tham gia thử nghiệm được lựa chọn từ những phụ nữ đã thất bại khi thực hiện các phương pháp thụ tinh ống nghiệm và có bệnh lý về nội mạc tử cung. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp này với tỷ lệ thành công cao, an toàn cho bệnh nhân. Và quý vị có biết là Việt Nam đã có rất nhiều thành tựu trong việc điều trị vô sinh hiếm muộn được các nhà khoa học thế giới ghi nhận là lĩnh vực thế mạnh của y tế Việt Nam. Tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh hiếm muộn của chúng ta lên tới trên 50% và các sáng kiến, các phương pháp mới của các y bác sĩ sẽ đem lại ngày càng nhiều niềm vui cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.